Hello, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với PC Penny. Tại khi bây giờ thì mình đang ở sân bay Phú Quốc, vừa mới hạ cánh xong. Thì lần này thì mình đến Phú Quốc để vừa làm việc và vừa đi nghỉ dưỡng sau những ngày rất là mệt mỏi. Đó, ngày hôm nay thì mình sẽ có 4 ngày ở Phú Quốc, thì trong đó mình sẽ có 1 ngày để chụp hình cho anh em Thanh Hoa nha mọi người. Bây giờ thì mình cùng với khách sạn thôi. Đây là bác Colin GM. Yes. Tại vì cái concept ở đây thì là kiểu dạng trường đại học á, nên là mọi người hay gọi bác Colin là thầy hiệu trưởng. Đó, bác có cái gậy đẹp quá này mọi người. Welcome drink. Ừ. Đây là nước gì nhỉ? Dạ, cái này là atiso đỏ. À, atiso đỏ. Sảnh chơi rất là lớn. Để quá hơn. Thì bây giờ bọn mình sẽ ngồi để chờ và nhận phòng của bọn mình nhé. Trước mình đã đến đây ở một lần rồi, nhưng mà lần này thì mình đến đây ở là mình sẽ ở một cái khu villa, thì cũng đang rất là tò mò không biết là khu villa sẽ như thế nào đây. Ekip hôm nay rất là đông nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người, à còn 2 người chưa ra nữa. Thì đây là những cái boutique nho nhỏ ở trong khu vực này, bán những cái món đồ kiểu nữ trang hay là những cái món đồ khăn, quần áo của Việt Nam cho các khách du lịch nước ngoài nha. Hello Trang. Hello Trang. Trang, mình đi xe mất khoảng 10 phút thì Trang đi bộ mất 3 phút thôi. Em đi bộ chỉ mất 3 phút thôi, chạy thì OK, thì bây giờ mình sẽ đi vào trong này nhá. Tưởng mà như thật đây này. Đêm nhìn này chắc giật mình lắm. À! Nó bắn không hả chị? Chị Trang, nó bắn không chị Trang? Ồ, cái này là tượng đúng không? Không phải là không đúng không? Ui, thì sao cảm giác đây tổn thương kinh khủng. Đây là con mẹ đang bế con. Rồi, bây giờ bọn mình sẽ đi cùng theo chị Trang để chị Trang giới thiệu cho mọi người cùng xem villa này nha. Phòng chị bác không hay. Wow. Tức của căn villa 9.3 này là 400m2. Nó tiện như là 3 phòng và có hồ bơi riêng luôn. Nên mình có thể mở cửa nhìn ra thấy cả hồ bơi. Đây là khu vực không gian của phòng khách. Và về cơ bản thì bên em có những cái căn villa như vậy thì chỉ có 2 thôi. Và 2 căn nó sẽ có về cơ bản cấu trúc sẽ giống nhau, nhưng mà cái tổng thể concept sẽ khác nhau. Thì là bây giờ có một căn nữa thì là căn về đại dương và sẽ là ngôi học. Nhưng mà khách đang ở rồi nên là căn của mình là phòng khảo sát. Lần sau mình đến thì có thể ở một căn khác để trải nghiệm mới. Dạ, cảm ơn em. Đó, để welcome nè, rất là xinh nha. Cái này giống như là cái vali đúng không? Đúng rồi, tại vì bên em có cái concept là trường đại học. Và cái vali này chính là cái vali của những học sinh mà khi họ đến đây học mà họ để. Nên là cái... Xin chào. Đây là kệ của bác tổng, bên em viết cho mình. Chữ này chữ bác tổng hay chữ em đó? Chữ em đúng không? Chữ này là chữ của chị Phương Thiếu, bác tổng. Nhìn chữ với con gái chứ. Với lại ở đây có một cái đại biểu là anh chị sẽ hay gương ở các bạn. Mai cô đây mà, mai cô đi. Với lại là ai bác sĩ xử lý á, làm cái phòng lúc này nó phòng tắm rất là bự. Đúng rồi.
rồi. Bự là bự so với diện tích của một căn phòng. Đây là phòng tắm nha mọi người. Trời ơi, trần rất là xuất sắc. Thì nói chung là mỗi phòng ngủ thì đều sẽ có một cái sofa để ngồi ngoài trời. Đó, đây là khu vực vườn này. Khu vực vườn nha. Rất là đẹp. Thì kiểu buổi tối mà mấy anh em sau khi mà làm việc xong thì mọi người có thể ngồi ngoài vườn này và chill với nhau. Cái trong cái phòng đó là gì vậy? Phòng tắm thì ánh sáng cực kỳ đẹp. Dạ. Phòng này phòng ngủ chính hả? Không, phòng vừa là phòng ngủ chính, phòng này phòng ngủ hai phòng bên hai bên hai phòng ngủ phụ. À, đây là phòng ngủ phụ nha mọi người. Trời ơi, cũng đẹp khác gì phòng ngủ chính đâu. Concept bò sát nên là đi đến đâu cũng gặp bò sát rất là nhiều. Thật sự rất là rộng luôn á, 400 mét vuông nếu mà mình đi và không quay là rất dễ bị lạc. Đó, trời ơi, phòng tắm nha mọi người. Đây là phòng tắm của phòng ngủ phụ nha. Thì cái phòng ngủ ban nãy mình vào á là phòng ngủ chính. Thì hai bên sẽ có phòng ngủ phụ như này. Thì phòng ngủ phụ cũng có bồn tắm các thứ luôn. Nhưng thứ thì chỉ có cái là nó sẽ nhỏ hơn chút xíu thôi. Ủa, đi đâu hết rồi ta? Ôi em bị lạc đó, trời ơi. Cái khu vực này có phải của mình không? À hả? Ấy giờ sao lại có cái villa to như này giờ? Cứ như lạc đến nơi rồi. Ồ. Chị ơi, chị Trang ơi. Thế mình có được nhảy từ trên này xuống để bơi không? Thì nãy giờ mình vừa mới đi tham quan hết một vòng xong thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn trưa. Ta đến cửa hàng, ok, ta đến nhà hàng rồi nha mọi người. Nhà hàng màu xanh. Ôi mát lắm nhá. Nhà hàng này lần trước mình cũng đã ăn sáng rồi. Thơm quá à? Anh ơi, cái này là những chiếc chân cầu thang nè. Hả? Đâu nè, tiêu chứ không tiêu. Nhà mình sẽ ăn trưa ở trong phòng này nha mọi người. Ê. Wow. Là phòng VIP đã được book riêng cho đoàn chúng ta. Đúng, rất hot đó. Cái sẵn có 2 phòng VIP này thôi. Phòng này là có thể ăn được bao nhiêu người? Phòng này là thuộc khoa kiến trúc nha. Tùy vào các set up thì mình dạng hôm nay thì có sẽ tự kết hợp giữa kiến trúc Pháp và Việt Nam. Nào, ăn thôi. À đúng rồi. Rất là ngon. Để em nấu cho, để mọi người ăn nấu cho tự nhiên thì bây giờ em sẽ không quay nữa. Thì mình sẽ quay thêm những hoạt động của mình nha. Mời mọi người ăn nha. Okay. Sau khi mà đi ăn trưa về xong thì mình có đi về phòng và ngủ một giấc. Bởi vì lần nào đi máy bay xong thì đều rất là mệt. Thì bây giờ đang là 6 giờ 20 tối. Đó, hôm nay bọn mình ăn trưa hơi muộn, mãi đến khoảng 3-4 giờ chiều mẹ ăn trưa. Thì bây giờ sau khi ngủ dậy xong thì bọn mình sẽ quyết định đi ăn bún quậy Phú Quốc. Một món ăn rất là ngon và nổi tiếng.
Nhưng mà nó chỉ ngon với người nào biết cách ăn thôi. Còn người nào mà không biết cách ăn thì rất là nhạt nhẽo. Nên là bây giờ thì mà mọi người đi theo chân Duyên để xem là bún quậy Phú Quốc như thế nào nhá. Chết ơi. Bây giờ tụi mình sẽ đón taxi để đi ăn bún quậy. Em ngồi trên này cho. Hello. Anh ơi, thế bây giờ đi từ đây qua đấy là bao nhiêu cây nhỉ anh nhỉ? Anh 24 cây. 24 cây ạ? Là từ resort của Duyên qua bên Bún quậy Thanh Hùng. Bún quậy Thanh Hùng là 24 cây. Cả đi cả về là 48 cây. Nói chung là ăn bát bún quậy cũng xương xương 1 triệu đấy. Nhưng mà mình có tour giảm giá không anh? Có gói tour là 540 tiếng hả? Mất 30 phút thì của mình đã đến được quán này. Địa chỉ đấy nha mình ngồi. Ta-da. Đó. Vừa bước vào một cái là nồng nặc mùi bếp củi luôn. À, tự pha nước chấm nè. Làm mấy tô chị ơi? Cho em 4 tô ạ. Đầy đủ rồi. Đầy đủ nha. Chấm muối này, cái này là cái này là muối với cả đường này. Cái này đã làm sẵn rồi. Thì mình cứ ăn như thế này thôi. Cái này là mì chính nè, muối này, đường này. Cái này là ớt. Mình sẽ cắt bỏ vào. Chấm và tự bê ra luôn nha. Cảm ơn em ạ. Ăn cái này phải rắc nhiều tiêu mới thơm nha. Nào, bây giờ hãy cùng nghe Triệu hướng dẫn mọi người ăn bún quậy nha. Đây, bây giờ ăn trộn cái này lên nè. Trước tiên mình phải trộn nước chấm lên. Rồi. Xong nha, bây giờ ta bỏ một miếng bún lên. Xong anh lấy muỗng anh chan nước chấm lên. Rồi ăn. Ngon đấy. Later. Hello mọi người, bây giờ đang là 6 giờ sáng. Bây giờ mình phải dậy, đánh răng rửa mặt và
up và chụp hình đây. Tổng cộng là 12 lúc chụp vào 3 địa điểm, ba này, phòng tắm này và ở ngoài biển nữa. Chân rất ngớ ngẩn không? Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài chụp cái make up nha. 6 giờ sáng anh Tùng đã qua thích cay cho mình. Chào quý. Hello ba. Ôi. Ôi luôn. Hot boy làm make up. Tao quay từ sáng giờ nữa. Đây, bắt đầu make up nha mọi người. Hôm nay mình sẽ make up tông mưa màng thơ thẩn nha mọi người. Bây giờ cho mặt hơi xấu mà từ nữa thì sau khi make up xong thì chắc sẽ xinh hơn. Đón xem. Hãy đón xem nhé. Trông nó có một sự khác nhẹ. Ủa bác ơi, tí nữa con cái cặp ở trên đầu có tháo ra không đấy? Có chứ. Có đúng không? Mà hiện tại bây giờ đang là 7:20 và thời tiết có một chút âm u nhẹ. Cũng chả nhẹ đây là sắp bão nơi rồi. Đó, bình thường giờ này là trời rất là nắng nhưng mà hôm nay trời rất là âm u. Đó, mưa này. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ chụp có khoảng 3-4 bộ ở ngoài biển thôi. Thì mong rằng là sẽ nhanh hết nắng. À, nhanh hết mưa để trời nắng thì giờ mới vừa có make up sơ sơ qua qua, chưa có vẽ môi để cho mọi người ăn sáng nhé. Rồi lên cây xong chốc nữa mới vẽ môi nha. Đó, bây giờ tất cả mọi người đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị đi chụp nha mọi người. Mưa cũng đã ngớt rồi, nắng lên rồi. Bây giờ sẽ đánh son nha. Mà chả hiểu sao mọi người ăn sáng mình lại không đánh son nhờ, mình có ăn sáng đâu. Ngứa ghê. Không, cứ nghĩ là sợ bị nặng môi. Ồ, bây giờ mình sẽ đánh son màu nút nâu. Sau khi đánh môi xong thì bây giờ mình sẽ thay đồ nha. Chuẩn bị hôm nay đồ mặc không chật nha. Và bụng Duyên rất là nhỏ đó mọi người. Vì Duyên nhìn ăn nhìn uống ngay từ ngày hôm qua. Sáng nay là không ăn sáng nha, để tí nữa Duyên sẽ nét với ác thất thần nha. Cũng giới thiệu với mọi người luôn, đây là bộ đội của anh Lê Anh Hòa. Dạ, luôn mọi người. Anh Lê Anh Hòa cho em phát biểu ý kiến giùm em ạ. Dạ. Sao anh chỉ cười không em ạ? À, anh không phải tự nhiên lắm. Em lên đồ đấy. Sau khi mà bọn mình chụp hình xong thì bây giờ mình sẽ đi ăn tối. Được set up rất là kỹ lưỡng ở biển đây. Cho mọi người xem. Mọi người lên đồ rất là đẹp. Đó, trời ơi, chị sexy quá. Sexy quá. Đó, đây đến nơi rồi. Cái kia chiếc bàn xinh xinh.
của tụi mình đã được set up ở kia. Hôm nay là lần này là nói chung là bốn anh em cũng đã đi chơi với nhau rất là nhiều lần rồi, nhưng mà bữa lần này đi chơi thì rất là tuyệt vời, bởi vì là lần này là đi mình vừa đi làm việc này mà mình vừa đi chơi luôn, thì lần này đi là Duyên có chụp hình content cho bộ sưu tập mới của anh Hòa, và sau đó thì anh em tiện thể ở đây nghỉ ngơi một hai hôm rồi mình mới về Sài Gòn. Thì như mình cũng đã chia sẻ thì là cái bữa tiệc ngày hôm nay là một cái bữa tiệc rất là đặc biệt và thật sự là hơi phá lệ so với resort đêm một chút, bởi vì là ở cái bàn anh này bình thường là chỉ có phục vụ cho hai người thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì mọi người biết rằng là bốn anh em mình rất là hay đi chơi với nhau, nên là thành ra là đã chu đáo cho các bọn mình một cái bàn tiệc rất là ấm cúng tuyệt vời như thế này, gồm rượu ngon này và những cái món đồ ăn rất là bổ dưỡng, và có một cái view rất là đẹp. Khi mà mình ngồi đây mình được nghe nhạc, được ngồi nghe tiếng sóng biển và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống ở Phú Quốc. Thì mọi người cũng biết là Phú Quốc là nơi mà có hoàng hôn đẹp nhất ở Việt Nam, thì đây cũng là một cái trải nghiệm cũng rất là tuyệt vời của mình. Hello. How is everything? Yes. Đây là bác chef người Mexico đúng không? Dạ vâng. Bên bác tên là Carlos đúng không em? Dạ vâng. Carlos Bravo. Carlos Bravo. Yeah. Oh, Bravo là gì? Bác sẽ giới thiệu về món ăn bây giờ. Beetroot red pillow, mascarpone. Wow. Đây là standard đó. Dạ không ạ, cái này là canapé. Canapé. Thế cái tròn tròn lỗ lỗ này có ăn được không mẹ? The spoon is smoked. Cái này là cái gì vậy? On smoked food. Cái đĩa hai tầng nhỉ? Chị muốn ăn cái đĩa không? Ồ, tưởng cái này giống cái gì nhỉ? Giống lòng trắng trứng ấy. Cái thìa này chắc cũng không ăn được ha? Xem mấy cái clip YouTube ấy anh, nó có mấy cái thìa làm bằng bánh quy á. Cheers. Sau đây thì mình sẽ ăn thử món phía trước. Món này là món bánh, vỏ bánh được làm từ củ dền và nhân ở bên trong là nhân truffle. Nấm truffle. Nấm truffle. Nhưng người ta bán cái này trước chưa? Ủa? Món này trước, món này trước. Đúng à? Nhưng mà theo lời đầu bếp thì mình ăn món này trước nhỉ? Cái này là món thịt cua đúng không? Ừ, thịt cua xông khói. Thịt cua xông khói với cả trứng cá hồi. Ăn thử nha. Cái vị đầu tiên thì hơi mặn một tí, nhưng mà rất thơm mùi thịt cua và mùi trứng cá hồi. Nhưng mà khi mà nhai xong thì sẽ có cảm giác một cái vị rất là ngọt. Bây giờ mình sẽ ăn thử món bánh nấm truffle nha mọi người. Thế đấy chất thứ này. Vừa ngửi thôi là không có mùi truffle nhỉ? Dài hơn một tí thì nó mới đứng rồi, lấy từ đĩa lên đó. Theo mình thấy thì duy nhất một cái vấn đề của cái bánh này thì chỉ là kích thước thôi, quá bé. Nhưng mà vị thì cũng rất là ngon, rất là thơm mùi của nấm truffle. Đây là đĩa salad, món khai vị đầu tiên. Thì salad này là gồm cheese này, gồm cheese, rau rocket, những cái rau quả này thì bạn ấy nói là rau quả từ Đà Lạt. Đây là một món ăn cũng trông thì có vẻ khá là đơn giản, nhưng mà thì mình đang ngửi thấy cái mùi sốt ở đây rất là thơm, nên là bây giờ mình sẽ ăn thử xem như thế nào. Nhưng mà cảm giác là những cái rau ở đây thái kiểu bị mỏng quá ấy, nên là nó không được giòn lắm, nhưng mà vẫn khá là tươi. Rồi, giờ mình sẽ ăn hết món này và chờ món tiếp theo ra nha. Mình sẽ ăn miếng đầu tiên. Không có Tabasco, xem vị nó nhạt. Wow, rất là nhiều sốt. Ủa? À, là cái tôm hùm này là đã băm nhuyễn ra rồi. Hơi mặn một tí.
Tabasco vào nó vừa hơn. Ăn Tabasco vào coi. Nhưng mà rất là thơm. Và vị tôm rất là ngọt. Có nghĩa là bình thường mình rất là sợ ăn những cái món đồ mà kiểu như là đút lò ấy nữa. Ăn rất là ngán. Nhưng mà món này thì không ngán một chút nào. Ăn cùng Tabasco. Số 1. Đây là món ăn cuối cùng của chúng mình ngày hôm nay. Thì như nãy cũng đã giới thiệu là bao gồm thân nội bò và gan ngỗng dùng kèm với cả khoai tây nghiền. Và nước sốt này thì là nước sốt bò. Thì mình nghĩ rằng là từ những cái nước mà đầu bếp áp chảo cái miếng bò này với gan ngỗng này á, rồi sau đó sẽ cho thêm bột năng và thêm muối tiêu vào. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem miếng bò ở đây như nào nha. Medium rare. Bình thường ăn như vậy sẽ hơi khô, nhưng mà cái miếng này ở đây ăn thì rất là mềm và rất là juicy. Rất là nhiều nước ở bên trong nên là cảm giác rất là mềm và ngon. Rồi ăn thử miếng khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền như ở đây là khoai tây nghiền bằng tay á, không phải là xay bằng máy, nên là vẫn còn nhìn thấy những cái hạt li ti ở bên miếng khoai tây nghiền này. Gan ngỗng này. Gan ngỗng thì luôn có những cái vị đặc trưng như thế, rất là mềm, rất là mịn, rất là béo. Béo ngậy. Nói chung là món ăn ở đây thì riêng thấy là rất là ok nha mọi người. Nên là mọi người có đến đây ở resort ở thì thật ra ở chỗ này nó cũng khá là xa về trung tâm thị trấn. Nhưng hôm qua mình đi là mình đi mất khoảng 25 cây. Thì mọi người có thể ăn đồ ăn ở đây nhé, rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thêm món này và đợi tráng miệng thôi. Sau khi mình ăn món kem này xong thì mình sẽ đến phần cuối cùng, là chính là uống trà tâm sự. Là mình sẽ uống trà và ngồi đây một lúc nữa nói chuyện thêm, sau đó là mình sẽ đi về phòng và kết thúc bữa tối ngày hôm nay. Một bữa tối rất là tuyệt vời và đầm ấm bên cạnh những người mà mình yêu thương và quý mến. Và mình mong rằng là sẽ có thêm rất nhiều những buổi đi chơi như thế này để mà mọi người có thể xung họp với nhau. Cảm ơn tất cả mọi người.